Em giới thiệu đi. Em tên Hà. Hà sinh năm bao nhiêu, có yêu chưa, tình trạng hôn nhân như nào? Em 2006, em chưa có người yêu. Tình cảm như nào đã có người yêu đâu mà biết. À, đâu còn thân gì. Ừ. Em đã bao giờ ở chung người yêu chưa? À, có rồi. Có rồi à? Thế ở thật ra ở chung bao nhiêu người rồi? Một người á? À, mỗi ông đấy. Đúng rồi. Ở chung được bao lâu? Trong nửa năm. Hả? Nửa năm. Nửa năm xong chia tay. Xong chia tay. Em đã. Em đã. Yếu quá đã. Không. Khỏe quá đã. Không. Không đã. Đừng bao giờ nói những câu hạm như thế. Thế em có nghĩ trường hợp là nếu ở chung với nhau ấy, mà lỡ kiểu là mình ăn cơm trước kẻ đúng không? Cái này là điều đương nhiên mà. Ừ đúng rồi, giới trẻ bây giờ thoải mái mà. Ừ. Em biết thoải mái mà. Đấy, lỡ có bầu sao nhỉ? Thôi ạ, cưới ạ. Cưới à? Ui. Cái là bầu đóng gọi là xuồng xích luôn ấy. Đóng đông luôn. Lỡ là chơi tới luôn à? Đúng rồi. Thế bây giờ bạn ấy không kiểu cưới làm nào? Thì thôi. Hả? Tôi. Thế con làm nào? Anh làm trường hợp mong. Trường hợp mong. Nhưng mà ý ra người mình chơi phải giải biện pháp an toàn chứ là anh ai chơi gì vậy? À, không chơi khô máu. Ừ đúng rồi. Thế chơi như nào? Chơi sai bao. À, ừ sai B cơ sở. Ừ đúng vậy. Thế nếu lỡ mà người yêu người ta không người ta muốn gọi là ăn chay. Thì thôi. Chiều luôn chứ. Chiều nhưng mà phải có biện pháp không? À vẫn phải có biện pháp. Đúng vậy. Ta bảo là người ta được gọi là chay rồi. Thế thôi đổi người yêu. Đổi người yêu à? Bây giờ yêu nhau bao lâu được ở chung rồi? Xem xét tình hình chưa biết được. Một tháng. Làm gì đến đấy, mình năm phải tháng. Hơn chứ. Năm tháng. Em nghĩ một năm. Một năm á? Thế bạn này yêu bao lâu? Đó. Gần năm. Gần năm, gần năm. Một năm ở chung mà bây giờ gần năm đã ở chung. Cái này có hiếu với trai quá đúng không? Không đủ tin tưởng anh. À đủ tin tưởng. Xong rồi bảo chán đá. Ừ. Bảo cái gì chưa? Không anh em giàu mà em lo. Không anh không bảo cái đấy, bảo cái khác. Em không bảo, em lo. Biết nhảy không? Ờ à, ok. Bao nhiêu biết em đôi nhảy lòi đít ra rồi. Nhảy lòi đít ra. Ừ. Ê, bây giờ vẫn còn đít này, đã lòi hết đâu. Thế bây giờ vấn đề là sống chung với nhau ấy. Thì cái đấy tốt hay không tốt? 50-50. 50. Cái mặt tốt đi, mặt tốt đi. Mà tốt đâu, mà tốt thì mình được ở với nhau nhiều hơn này, được hiểu nhau nhiều hơn, với cả là được ABCD nhiều hơn. Hiểu với nhau từ cái gì, từ đâu đến đâu? Từ trên xuống dưới. Từ thân xác lẫn tâm hồn. Ờ đúng rồi. Em đã từng có bao nhiêu người yêu cũ? Người yêu cũ có một mối tình thôi ạ. Có một người yêu cũ á? Vâng. Yêu được lâu không? Hơn 7 năm. Hơn 7 năm. Ui đúng chỗ đấy các bạn ơi. Đã từng ở chung chưa ấy nhỉ? Rồi ạ. Rồi à? Vâng. Ở chung thì trải nghiệm ở chung như nào em? Có một cái vui ạ, có hạnh phúc mà. Vui hạnh phúc mà? Hạnh phúc nhất là điều gì nhỉ? Là lúc đấy là mình kiểu khổ ấy. À. Ăn chung nhau một gói mì tôm ấy. Ừ. Không đến lúc sướng. Lúc khổ sướng. Khổ lúc sướng chứ. Lúc sướng thì chia tay rồi ạ. Hả? Ủa ông kia không kịp hưởng thụ gì luôn à? Lúc sướng chia tay rồi anh ạ. Lúc sướng như này à? Không, sướng về cái khác, không phải sướng về vật chất đâu. Lúc sướng về cái gì ạ? À? Sướng về những lúc mà tắt lửa tối đèn ấy em. Cái đấy, ừ. Cái đấy tối như thế nhiều quá. À, như một người đã từng lập gia đình như em đúng không? Ừ. Thì anh hỏi cái câu là có cái câu là gái một con trong mòn con gắt đấy. À, anh chưa có gia đình anh không biết cái câu ý nghĩa như nào. Thì trông làm sao mà mòn cả mắt được em? Thì em không biết là cái câu đấy như nào nhưng mà ý là người phụ nữ mà đẻ xong ấy mà biết làm đẹp cho bản thân ấy. Ừ. Biết giữ gìn đó. thân thể vóc dáng này. Ừ. Vâng. Thì chăm chút bản thân hơn nữa thì em nghĩ là sẽ đẹp như các bạn trẻ bình thường. À, vẫn đẹp sẽ... như gái 18. Không đẹp như gái 18. 19. Thế nhưng anh thấy như em này là cơ bản là cũng khá là làm đẹp cho bản thân mà. Em chăm chút lắm anh ạ. Chăm chút là thế chồng có bảo đi độ loa không? Có. Có. Đầu tư luôn. Mai đi luôn. Mai về bảo đi luôn chứ còn gì nữa. Trong tháng này thôi ạ. À, trong tháng này ạ. Theo em cái chuyện mà yêu đương với nhau xong các bạn ấy sống chung với nhau để trải nghiệm cuộc sống màu hường hay là màu đen thì em thấy quan điểm của em như nào? Thì theo em thì cũng nên ạ. Nên vì, vâng, vì yêu nhau mà mình nên ở cạnh nhau và để hiểu rõ về nhau nhiều hơn ấy. Ừ. Cũng nhiều ở với nhau thì sẽ lòi ra những cái mà tật xấu. Tật xấu thì kiểu gì vẫn phải yêu nhau rồi. Và có một cái điều quan trọng nữa. Ừ. Thì cái tỷ lệ ấy, mà hợp nhau yêu đương hợp nhau ấy thì cái vấn đề quan hệ. Ông anh hỏi thế em hiểu như nào hiểu thì nó chiếm tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm?
trong 100%. Trong cuộc tình đúng không ạ? Trong cái đấy cuộc... là nó không phải chiếm hết tầm 90% ạ. Úi giời ơi. Thế yêu nhau là em vì cái đấy không ấy? Không, cái đấy là em nói thật đấy. À em nói thật à? Vâng. 10% còn lại là cái gì nhỉ? Lại nhìn nhau mà sống. Nhìn nhau sống ạ. Đấy rồi. Yêu nhau mà nhìn nhau mà sống có 10% các bạn nhá. Hợp nhau mới là cái quan trọng, là 90%. Đúng rồi. Thế chồng hiện tại chắc phải hợp lắm đúng không? Hợp ạ. Đối với trẻ thì em thấy cái việc sống chung với nhau như nào? Ờ em thấy nên ạ. Nên à? Vâng. Thế bản thân mình là đã nên với bao nhiêu người nhỉ? Ờ anh ơi em đếm không xuể đâu anh ạ. Úi giời. Không xuể. Đúng rồi. Ở chung với nhau ấy thì là tốt hay xấu? Ờ em nên là thế là tốt ạ. Tốt, mà tốt. Vâng, bởi vì ở với nhau thì mình có thể nhiều cái mình có thể trao đổi với nhau cũng như là... Trao đổi cái gì em? Trao đổi cái gì đấy. Mặt cũng tốt của nó là thứ nhất là ở bẩn này, thứ hai là đi chơi gái nhiều này, xả lúng tung này, thì thứ ba là... Thế nếu mà lỡ dính bầu là nào? Thì cưới. Ý là ở chung với nhau mà dính bầu nha. Cưới. Còn nó không cưới? Nó không cưới, xem bố em làm gì nó, chú em làm gì nó. Úi dồi, bố làm gì? Dạ bố em là công an ạ. Ui sợ quá. Quái, các bạn ơi, chú có xem được video này thì đây là phỏng vấn giới trẻ vui của chú nhé. Quan điểm chia sẻ thôi. Thế này học, em học gì? Làm... Em đang học luật ạ. Học luật sư luôn? Vâng. Mình bảo chữa gì đi em chứ bố xem buồn cười lắm. Bố ơi, nếu mà sau này thằng đấy mà không cưới con ấy thì bố dã nói cho con nhá. Thế chốt lại là theo em ấy thì yêu nhau mình có nên sống chung hay không? Có ạ. Có. Bởi vì sống chung thì mới biết bản chất của nhau. Ừ. Mới biết mấy lần mặt với nhau ra đúng không? Lật mặt thôi chứ đừng lật đồ. Nó mà đi với con khác em đá ngay. Thế em thấy mặt tốt mặt xấu của việc sống chung với nhau như nào? Mặt tốt chỗ này? Mặt tốt là mình tìm hiểu được tính cách của nhau nhiều hơn. Hoặc là hiểu biết về nhau nhiều hơn. Để sau này mà có sống chung thì nói chung là còn biết đường lựa sống với nhau. Còn nếu mà xấu thì lỡ mà nó vu phu cả mình thì mình còn biết đường mà chia tay luôn. Thế sợ sao? Sợ gì ạ? Sợ nó đánh à? Không ạ, sợ gì đấm lại luôn anh. Đấm xong rồi chia tay. Đấm xong chia tay? Vâng. Tưởng cắt luôn. Gọi nó xuống đường. Ở xuống đường làm gì? Xuống đường chọc nhau anh. Úi giời, giang hồ đấy. Thế em đã sống chung bao nhiêu người ạ? Sống chung nhiều quá anh ạ, không đếm được. Vãi cả đái. Wow, nhiều thế, không đếm được luôn. Thế sau đấy bảo là chưa yêu ai, các kiểu mà. Thì sống chung. Sao giờ ra nhiều kiểu đấy? Ai mà biết được anh, không yêu nhưng mà sống chung. Nhiều kiểu gì? Sống chung mà cái nào nhỉ? Ở cùng nhà là sống chung rồi anh. Có những ai? Nhiều người có những ai? Có bố mẹ.